Chào các bạn nha. Mình xin giới thiệu với các bạn nam một cái sản phẩm rất là tốt cho các bạn nam. Con người cũng như máy móc thôi, khi mà mình sử dụng nhiều rồi thì nó sẽ bị hỏng, sẽ bị hư và sẽ bị chậm hơn, đúng không nào? Con người cũng như thế, khi mà qua cái tuổi thanh xuân, cái tuổi khỏe mạnh thì tất cả sinh lý, mọi hoạt động trên cơ thể con người đều bị yếu đi. Vì vậy mình cần phải chăm sóc thường xuyên. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mà tốt cho nam, tốt cho phái mạnh. Đấy là cái sản phẩm mà tốt cho sinh lý đàn ông nhé. Đây là thang tấn khửn này. Thang tấn khửn này gồm có rất là nhiều thành phần do thầy thuốc bốc nhé. Tốt cho đàn ông bị yếu sinh lý, bị chân tay lạnh này, khi mà gặp con gái cảm thấy không tự tin, bị run sợ thì cứ mua cái sản phẩm này về uống, về ngâm uống là được 15 ngày thôi là mình uống được rồi nhá. 15 ngày là mình uống được, và uống ngày 2 chén 5 ngày là có tác dụng nhá. Rất là tốt luôn. Cái sản phẩm này được rất là nhiều người tin dùng, cho nên là các bạn cứ an tâm sử dụng cái sản phẩm này. Đây là thang tấn khửn. Các bạn đã biết cái rượu tấn khửn rồi đúng không ạ? Đấy, cái rượu tấn khửn nó cũng có tác dụng tốt cho đàn ông. Còn cái thang tấn khửn này là gồm có rất là nhiều thành phần thuốc nam do thầy thuốc bốc nhé. Cái này mình mang về mình tự ngâm uống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.